Con này, mẹ mẹ cho mày uống nước, mày ngủ ngủ vào đây ngủ à? Hả? Chỗ ăn đi chỗ ngủ à? Làm gì đây? Ủa? Nằm ngoan luôn. Trộn nước. Đây là kiểu canh chó. Anh à đây nhỉ, tặng các bác bài thơ chó nhỉ. Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh, một thảo à gì à? À, một cánh đồng bát ngát lá mơ, một thảo nguyên anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh, một dòng sông toàn bia với rượu, để nơi đó tháng ngày anh tu luyện quên được người và quên bóng hình em. Các trưởng mày mát lòng ngan luôn. Nước em pha cho nó uống nhé, nước đường gluco pha cho mày, pha cả kháng sinh vào đỏ. Nhìn cái mặt chéo kìa lên này. Ôi rất là hồn như là vô tội. Tao có làm gì đâu. Cả đàn không được uống mà ông vào ông làm một phát như này. Cái đường gluco pha vào nó càng mát, nó còn mát hơn cái nước thường. Ừ, nó mát hơn nước thường mà cái gluco pha vào nó rất mát. Thôi mẹ mày, em có làm gì đâu. Chậu chó to khổng lồ nắm chó mày. Nó sao không được làm đây nữa nhá. Ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Bế ra không chịu ra luôn này cái mặt. Nó làm vừa một cái chậu thau này thì mọi người bảo nó được mấy cân ạ? Động đất à? Nó đang hỏi động đất à? Chuyện gì đấy? Nằm cũng không yên, ngủ cũng không yên nhỉ. Người ta chỉ nằm chỗ mát thôi này. Ra đi. Đuổi cũng không ra kìa. Nằm nguyên luôn này. Chỗ mát mà, tội gì phải ra. Con bên cạnh thì vào sát chậu nằm luôn. Bên cạnh thì xếp hàng, xếp hàng. Nhân sư mày. Ngày to đấy ngồi. Sao là mai lại phải tắm cho nó chứ. Nước đường nó không tắm cho nó bết nó bết lông. Xin chào mọi người.